Thần tài ban lộc, bốn con giáp đang nghèo khổ bỗng trúng đậm đổi đời, tiền bạc ùn ùn kéo đến chật két. Trong ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch năm 2024, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Vâng, thưa quý vị thân mến, chúng ta đều đang sống trong cùng một xã hội, nơi mà đồng tiền được đem ra làm thước đo, làm chuẩn mực để đánh giá một con người. Tử Thông biết đây là một điều thực sự bất công vì rất nhiều người trong số quý vị là những người lương thiện, quý vị xứng đáng nhận được cái sự giàu sang. Nhưng bởi sinh ra trong cảnh nghèo khó, gặp số phận nghiệt ngã mà rơi vào cái cảnh nó bần hàn, không được coi trọng. Chúng ta hãy cùng nhìn lại xã hội ngày nay. Cái sự kỳ thị giàu nghèo thì ngày càng một rõ rệt. Dù chúng ta có làm việc quần quật ngày đêm, kiếm từng đồng tiền bát gạo bằng mồ hôi, xương máu, vất vả sớm hôm mà vẫn bị người đời vùi dập, không thương tiếc. Đã vậy, còn bị anh chị em xa lánh, hàng xóm thì cũng coi khinh. Cuộc sống thì quá đỗi là vất vả, khiến cho chúng ta rơi vào cảnh vay mượn để mà sống qua ngày đoạn tháng. Thì nay lại phải gồng mình lên, gánh chịu thêm những cái khó khăn, những cái bất chắc. Việc làm thì mất hết, tiền lương thì không có, lấy đâu ra tiền mà trả nợ. Nghĩ đến đây mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, sao một cuộc đời lại bất công với chúng ta quá vậy. Tuy nhiên, những cái khó khăn đó có thể chỉ là tạm thời, bởi dựa vào cái tính toán về cung mệnh của 12 con giáp, thì các bậc thầy tử vi phương Đông đã đồng nhất đưa ra một cái luận giải chi tiết. Đúng ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch năm 2024 ấy, sẽ có bốn con giáp được lộc tinh xoay chiếu, thần tài quý nhân che chở độ mạng mà trao cho cái vận may bất ngờ. Thì đây cũng là cái thời khắc để cho mệnh chủ quằn mình chuyển vận, rũ sạch nợ nần, phất lên làm đại gia, chúng lớn phát tài, trả sạch nợ nần. Đặc biệt bốn con giáp này còn được thần tài ban lộc, đang nghèo khổ bỗng trúng đậm đổi đời, tiền bạc ùn ùn kéo về chật két. Để biết đó là những tuổi may mắn nào và cơ hội nào sẽ đến với những con giáp này trong thời gian tới, quý vị cần phải làm gì để chớp được cái thời cơ, ngay sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết của Tử Thông. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để biết mình có nằm trong những con giáp may mắn đó hay không quý vị nhé. Trước khi đi vào phần luận giải chi tiết, quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến về phần nội dung chi tiết về những con giáp may mắn ngày 7 tháng 10 âm lịch ngày Ất Hợi nhé. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn đó chính là những gia chủ tuổi Sửu. Quý vị thân mến, những người tuổi Sửu ấy trong ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch ấy, thì với cái tính cách yêu đời thoải mái của những người tuổi Sửu sẽ giúp cho họ khắc phục được những cái khó khăn và những cái áp lực trong đời sống, giúp cho những người tuổi Sửu thả lỏng bản thân. Đôi khi ấy, không cần phải có cái mục tiêu gấp gáp hay là những cái áp lực cho chính mình. Các bạn lại cảm thấy vui vẻ hơn, đi đâu làm gì cũng thoải mái hơn rất là nhiều. Và trong ngày hôm nay lại được cục diện là Hợi Tý Sửu, nó là tam hội. Vậy nên mệnh chủ sẽ được cấp trên ưu ái và nâng đỡ khá nhiều. Những cái trọng trách được đặt nặng trên vai của những người tuổi Sửu, khi mà được làm việc mình thích ý, thì các bạn không còn cảm giác mệt mỏi nữa hay là căng thẳng nữa, mà chỉ còn một cái niềm vui trong công việc. Lại thêm nữa là được thiên tài là chiếu mệnh, nên là những người tuổi Sửu sẽ thấy là công việc của mình làm nhanh hơn mọi ngày, hay là có cơ hội trúng thưởng, thu tiền về nhiều hơn. Tuy nhiên quý vị đừng vội quá mừng nhé, nếu mà không ấy, không biết tiết chế cái cảm xúc bản thân thì lộc lá nó cũng sẽ đi rất là nhanh. Thêm nữa trong thời gian này được cục diện tam hội là Hợi Tý Sửu nó tương trợ nữa, nó chỉ đường dẫn lối, nên thì những người tuổi Sửu ấy biết cách đối đãi với người ngoài và người nhà một cách khéo léo. Thời gian này thì các bạn hay được mọi người khen thầm là người có duyên, nên là ai cũng biết. Bên cạnh đó hơi tiếc một chút cho những người tuổi Sửu là gặp cục diện là xung khắc về ngũ hành, có Sửu thổ gặp Hợi thủy là nó là xung khắc. Vậy nên con giáp này cần phải cẩn thận với tiền bạc và xe cộ dễ mất cắp, đi lại thì cũng cần phải hết sức lưu tâm nhé, cần phải chú ý khi tham gia giao thông. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn đó chính là những gia chủ tuổi Thìn. Thưa quý vị, trong ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch ý, thì những người tuổi Thìn lại có chính tài nó trợ mệnh, nên là may mắn mà những người tuổi Thìn có
được chủ yếu đến từ công việc chính mà mình đang làm. Chỉ cần kiên định với cái công việc hiện tại, không đứng nơi này trông nơi nọ thì mới có lộc làm ăn, không chừng còn được tăng lương tăng thưởng nữa. Vì cục diện thổ thủy xung khắc nên là trong ngày hôm nay ấy, những người tuổi Thìn cũng cần phải chú ý đến chuyện lời ăn tiếng nói của bản thân. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, không ai trên đời này là hoàn hảo cả, ngay cả với chính bản thân quý vị. Có lẽ các bạn đang quá kén chọn trong việc tìm kiếm nửa kia đến với mình. Thưa quý vị, bên cạnh đó về cái công danh sự nghiệp tiền bạc ấy, thì cũng khá là chật vật. Trong thời gian này các bạn sẽ cảm thấy là khó kiếm tiền hơn mọi khi. Nếu mà các bạn chi tiêu quá tay cho những cái món hàng trên mạng thì cũng sẽ dễ bị cháy túi lúc nào không hay nếu quý vị không kiểm soát tốt cái tài chính của mình. Đó. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn, đó là con giáp may mắn thứ 2. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 3 mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, nói chung trong ngày hôm nay thì đường tài lộc sự nghiệp của những người tuổi Ngọ thì lộc lá vây quanh nhờ được thực thần nâng đỡ. Những người làm kinh doanh buôn bán thực phẩm ấy thì cũng sẽ đắt hàng hơn, may mắn hơn là cũng sẽ tìm được cái mối làm ăn lớn, nhập hàng rẻ hơn thời gian trước rất là nhiều. Bên cạnh đó, các chuyên gia tử vi tâm linh cũng cho biết, nói chung ấy, trong thời gian này thì hơi tiếc cho những người tuổi Ngọ một chút là gặp cục diện là Ngọ hỏa bị hợi thủy nó khắc, nên là cái vận trình tình cảm thì nó sẽ dễ bị đi xuống. Con giáp này hay bất đồng quan điểm với cha mẹ, với anh chị em ruột thịt, thời gian gần đây thì cũng sẽ hơi khó chịu với bạn bè vì có một vài người chơi không đẹp. Đầu óc dạo này thì cũng căng thẳng vì tiền bạc. Những người tuổi Ngọ cho người ta mượn tiền nhưng mà khi đòi lại thì lại khó như là hái sao trên trời. Việc gì cũng cần phải đến tiền nhưng mà lại gì làm ăn lại khó khăn, khó có thể xoay sở được. Vậy nên đôi khi những người tuổi Ngọ cũng cảm thấy là bất an, lo lắng với cái cuộc sống của mình. Vì thế để hóa giải những hung tinh và mang lại cái may mắn cho mình thì các bạn hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ, đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 4 không ai khác mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn, đó chính là những người tuổi Dần. Quý vị thân mến, trong cái ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch ngày Ất Hợi thì những người tuổi Dần được cục diện là Dần hợi là nhị hợp, đúng không ạ? Nói chung nhờ có cục diện nhị hợp nó nâng đỡ nên là ấy, những người tuổi Dần ấy, sống khá là tình cảm, biết chăm lo cho gia đình của mình. Dù bên ngoài có là con giáp khó khăn đến đâu chăng nữa thì về nhà các bạn vẫn là những người chu toàn, yêu thương con cái. Và hôm nay không ai có thể trách được những người tuổi Dần nữa không? Thưa quý vị, với một cái ngày mới hối hả, ngày 7 tháng 10 âm lịch ấy, với nhiều cái dự định, với nhiều cái kế hoạch ấp ủ mà các bạn có thể đón nhận một vài cái tín hiệu, một vài cái tin vui trong thời gian này là kết quả sau những cái nỗ lực, những cái phấn đấu suốt thời gian dài vừa qua. Quý vị đừng quên chia sẻ cái điều đó với những người mà mình thân yêu nhất quý vị nhé. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì cũng được cát tinh nó hỗ trợ, nó mang lại cho những người tuổi Dần ấy, nói chung có một ngày mới đầy tài lộc và nhiều cái cơ hội thu hút tiền bạc về mình. Nhiều người làm ăn thì có lợi, số đơn hàng đặt lên tăng lên đáng kể. Thời gian này thì ai mà nói chung ấy, để ý một chút về tình hình tài chính thì cũng không có gì đáng phải lo ngại cả, không có gì phải nghĩ ngợi khi mà quý vị sống cũng khá là tiết kiệm. Dù mua sắm gì thì các bạn cũng cân nhắc mọi thứ thật kỹ càng, hãy luôn suy tính trước sau. Có thể nói cái khả năng quản lý tài chính của các bạn cũng đang được cải thiện rõ rệt khi mà các bạn không còn ham mê mua sắm như trước đây nữa. Thì ngoài ra cái cục diện Dần hợi lục hợp ấy, nó cũng sẽ mang lại cho những người tuổi để Dần cái sự thấu hiểu, cái sự thấu cảm. Các bạn không còn dùng cái uy lực nhưng mà người khác vẫn phải kính nể. Nói chung ấy, nhiều cái vận hạn của các bạn cũng vì thế mà được đẩy lùi và mang lại cho những người tuổi Dần ấy, một cái tháng mới ăn lành, hanh thông và thuận lợi. Bên cạnh đó, đường tài lộc thì lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là cũng không có nhiều cái khoản chi nó phát sinh. Các bạn cũng dư giả hơn khá nhiều, chỉ cần điều chỉnh lại thêm một chút thì không có gì đáng phải lo ngại cả. Và trong ngày hôm nay cũng chính là cái thời điểm là ngành mềm mà quý vị cũng nên cần phải lập ra một kế hoạch chi tiết để tránh gặp phải những cái tình huống khó xử về sau quý vị nhé.
Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và giúp cho cuộc sống của mình được suôn sẻ hơn ấy, những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần, đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn đó chính là những gia chủ tuổi Mùi. Thưa quý vị, những người tuổi Mùi thì được may mắn được thiên tài chiếu mệnh, vậy nên là có hung cát trong công việc trong ngày hôm nay. Và hôm nay thì an vận thủ thường thì nói chung ấy cũng sẽ không có gì đáng phải ngại cả. Bên cạnh đó thì nói chung ấy trong thời gian này những người tuổi Mùi được cục diện tam hợp là Hợi, Mão, Mùi nó tương trợ, vậy nên quý vị có thể có những cái may mắn nhất định đến với mình. Chỉ cần các bạn cố gắng nỗ lực thì mọi việc đều được hanh thông thuận lợi. Công việc có những chuyển biến tích cực và cũng gì, chẳng những mọi nỗ lực của các bạn đều được đền đáp một cách xứng đáng, làm bao nhiêu hổ bấy nhiêu, mà còn có cơ hội chinh phục đến những cái nấc thang quan trọng. Hầu hết những cái khó khăn trước đây được tháo gỡ, nên là con giáp này cũng sẽ nhanh chóng tìm ra cái giải pháp thay thế cho những cái sai sót trước đây. Tuy nhiên, thuận lợi hiện tại cũng đồng nghĩa với cái việc là cạnh tranh cũng sẽ tăng lên đáng kể. Điều này đòi hỏi các bạn phải tự trau dồi kỹ năng, kiến thức mới có thể theo kịp được cái thời đại. Nói chung trong thời gian này, dù không có tài tinh nó chiếu mệnh, nhưng nhờ có những cái tiến triển tốt đẹp trong công việc nên là cũng sẽ hứa hẹn thu nhập của gia chủ thì vẫn cứ tăng đều. Bên cạnh đó, tài chính cũng được đảm bảo, quý vị nên tập trung phát triển cái sự nghiệp ở cái thời điểm này hơn là ôm đồm quá nhiều cái mục tiêu kinh doanh. Nói chung ấy, nếu mà quý vị mà ôm đồm quá nhiều mục tiêu ngoài cái sức của mình ấy, thì thậm chí quý vị cũng sẽ không thể nào mà đáp ứng được, cũng như là gì, còn bị thua lỗ hoặc là phá sản nữa. Trong cái ngày mới, những người tuổi Mùi có xu hướng trở nên là hướng ngoại hơn, năng nổ hơn, kết giao, mở rộng cái mối quan hệ hợp tác, kể cả trong công việc tìm kiếm cái tình yêu mới cho mình. Nói chung các hoạt động diễn ra sôi nổi, hứa hẹn đem lại cho những người tuổi Mùi ấy, những cái mối quan hệ ưng ý và giúp mở rộng cái cuộc chơi của mình hơn. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn và kết nối được với nhiều quý nhân, thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho mình quý vị nhé. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 6 đó chính là những người tuổi Tý. Thưa quý vị, những người tuổi Tý trong ngày hôm nay cũng được cục diện là Hợi, Tý, Sửu, là tam hội. Nói chung ý, thêm nữa là những người tuổi Tý lại được cái thiên ấn ở độ mệnh, nên là con giáp này sẽ có tiếng nói ở cơ quan, đặc biệt là những người làm quản lý, những người làm sếp, những người làm cấp cao ấy. Trong ngày hôm nay thì cũng sẽ dễ có tin vui liên quan đến cái chuyện là tăng lương, tăng thưởng hay là thăng chức. Bên cạnh đó, về mặt tình cảm thì cũng không có chuyện lớn xảy ra, vì có chuyện là gì, Hợi Thủy và Tý Thủy nó tương hòa với nhau. Cái điều nó ghét nhất ở những người tuổi Tý là những người mà biết cách ăn nói này, đối nhân xử thế này. Nhiều người được mời đi ăn đi chơi nhưng mà vẫn biết tìm cách để đáp lại. Bên cạnh đó, con đường tiền bạc thì ổn định, thu nhập chủ yếu đến từ cái nguồn công việc chính. Bên cạnh đó, một vài cái thông tin tích cực trong cái chuyện tiền nong nợ nần thì cũng hứa hẹn xuất hiện trong ngày hôm nay. Đó. Vậy nên là để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, những người tuổi Tý hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý, đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 7 tháng 10 âm lịch ngày Ất Hợi. Và trong ngày 7 tháng 10 âm lịch ngày Ất Hợi, chúng ta sẽ có 6 tuổi được thần tài ban lộc, thần may mắn gọi tên, dễ có cơ hội ôm vali tiền tỷ đi giữa làng giữa chợ. Đó là những tuổi sau: 1. Tuổi Sửu, 2. Tuổi Thìn, 3. Tuổi Ngọ, 4. Tuổi Dần, 5. Tuổi Mùi và 6 là những người tuổi Tý. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.